Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Các bác nhá, shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Ở trong chương trình giới thiệu sản phẩm hôm nay, xin giới thiệu với các bác các mẫu túi nhá, các mẫu túi củi, túi đựng nói chung là đựng các đựng cành củi nhá các bác nhá. Còn anh em chơi thì gọi chung cái túi này là túi chống sốc nhá, túi chống sốc. Đối cái mẫu này ấy, là cái mẫu cổ truyền, mẫu phiên bản cũ là có mút êm nha các bác nhá, có mút êm này. Nó sẽ có các thông số là dài 1m hoặc dài 1m2 thì là kiểu vát như này nhá. Giá của nó, giá của cái mẫu túi cũ này ấy, là 350.000 các bác nhá. 350.000. Hoặc là mẫu túi vuông. Vuông này là sẽ là 85 cm dành cho anh em hay đựng cây u nhá, cái u hoặc cây ED. Thế còn anh em condo hay là thì sẽ chơi cái loại túi 1m hoặc 1m2. Màu thì sẽ có màu rèn ri hoặc là màu đen hoặc là màu vàng bò nha các bác nhé, tùy từng thời điểm, tùy từng lô hàng. Và tiếp theo là cái mẫu túi kiểu mới các bác nhé. Mẫu túi kiểu mới là cái mẫu túi có thể đeo lên sau lưng được nha các bác nhé, đeo sau lưng được. Thì cái mẫu này có rất là nhiều thông số cho các bác lựa chọn. Và về màu ấy thì sẽ có hai màu cơ bản nhé, đó là màu đen và màu xanh, kiểu màu xanh bộ đội nhé các bác. Đây, màu xanh bộ đội. Đây tôi điển hình tôi bỏ hai cái ra. Cái này là cái mẫu 1m nhá. Mẫu 1m màu đen. Đấy, 1m màu đen này. Còn cái mẫu này là mẫu 85 cm màu xanh. Nó có hai màu như này. Thì ngoài ra thì còn có cái mẫu dài 1m2 màu đen này nhá. 1m2 màu đen đây các bác nhá. 1m2 màu xanh này. 1m màu xanh này nhá, 1m màu xanh. Đấy, 1m màu đen. 85 cm màu đen màu xanh. Nói chung là các số đo thì bao gồm số là từ 85 cm cho tới 1m2. Có nghĩa là 85 này xong tới 1m, xong tới 1m2 các bác nhá. Thế còn màu thì sẽ có hai màu cơ bản như thế này. Đây các bác giới thiệu kỹ cho các bác sẽ nắm được về cái chi tiết và cái túi củi kiểu mới, mẫu mới, mẫu đeo lưng được nhá. Màu là hai màu như này các bác nhá. Về kết cấu thì cơ bản nó giống nhau, nó đều có 3 ô này. Thế còn ví dụ như là túi nào mà dài ấy, số đo dài ấy, thì cái ô sẽ dài hơn. Đây tôi lấy hẳn một cái túi thứ hai cho các bác xem. Túi mét hai này, cái kiểu này ấy, là cái kiểu sẽ đeo sau lưng được. Hàng này là hàng mẫu mới, cao cấp hơn, giá tiền sẽ đắt hơn. Thế còn về giá cụ thể của nó thì sẽ là 420.000. 420.000 là bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh cho các bác nhận hàng trong vòng 3 tới 4 ngày. Nói chung là nhận chuyển phát nhanh đấy. Thế còn các bác mà ship hàng chậm thì nó sẽ rẻ hơn, 420 nha các bác nha. Đây, về kết cấu cơ bản của nó đều là giống nhau, chỉ khác nhau về số đo thôi. Đây, ô to nhất là ô này. Đây, rất là nhiều ô để các bác đựng dụng cụ nhé. Và nó kiểu cách trang trí bằng những cái dây liền khóa này, rất là đẹp, rất là phong cách nhá. Những cái ô này là các bác có thể đựng được đồ này, đựng được kẹo này. Đấy. Và các bác lưu ý cái mẫu túi này nhá, nó có cái đai khóa rất là chắc, đai khóa nhá, đai khóa rất là chắc đấy nhá. Đây, đây là phía nó có này thì rất là nhiều chiều sách này, các bác có thể sách tay như này, hoặc là các bác thả cây củi mà các bác sách theo chiều đứng như này, sách theo chiều đứng như này nhá, hoặc là các bác đeo sau lưng, đeo sau lưng. Đeo sau lưng này, dây đeo sau lưng như này. Đây các bạn nhé, đấy, có thể đeo sau lưng được. Thì cái này là gọi là cái mẫu mẫu túi củi kiểu mới các bác nhé, túi củi kiểu mới. Đây phía bên tay sách này có khóa này, cái này nó còn có cả cái khóa chống giãn nữa, đây khóa an toàn chống giãn này. Các bác nhả ra thì mới tới cái lớp khóa ở trong nhá, cái lớp khóa ở trong. Đây, khóa thì rất là chắc. Đấy, hai chiều kéo lên gặp nhau ở giữa, đây để cho nó chống hại nhá. Đây, đối với cái loại này ấy, các bác lưu ý này, đối với loại này thì phía trong sẽ không có mút êm, không có mút êm các bác nhé, chỉ có miếng bạc như này thôi, có một lớp mút rất là mỏng thôi, không có mút dày như là loại kia. Đây là phía trong này,
có cái đường dán để cho các bác để cây củi mà các bác dán hoặc là các bác đựng đựng cần câu đều được hết nhé. Đấy. Còn phía trên này thì có một cái này nữa, trường hợp cho các bác mà cái dụng cụ đựng trong túi của mình nó dài hơn thì các bác có thể lột này ra. Đây nó có thêm cái búp dài này để thò thêm cái phần ở ngoài. Đấy nha các bác nhé. Đấy. Thì đây là hỗ trợ thêm trong trường hợp mà nó thò dài hơn một chút nhé. Đấy, cái túi này là thiết kế rất là tinh tế, rất đẹp. Đã chắc chắn đường may, đường chỉ thì rất là chắc nhé. Chất liệu vải bố là vải cao cấp. Đây là cái ngăn chính này. Ngăn chính là đựng khoang to này. Còn phía sau lưng này thì cũng có rất nhiều ô nhỏ chi tiết để cho các bác có thể cất được những cái vận dụng, những cái đồ nhé. Rất là nhiều chi tiết. Ở phía trên này, cái ngăn to nhất này, thêm một ngăn nữa này. Thêm một ngăn nữa. Kéo khóa này. Đấy. Trong này cũng có một khoang rất là rộng. Đấy, khoang rất rộng như này. Nha các bác nhé. Đây này các bác này. Đây là một lớp này. Đây cũng là một lớp này. Thì như tay tôi sờ thấy ấy, thì là cái lớp này là cái lớp vải bố nhá. Vải bố cực kỳ là dày luôn. Lớp trong này là lớp ni lông. Lớp vải ni lông. Ở giữa này này thì sẽ có một cái lớp mút. Nó mút mỏng chừng khoảng 5 ly thôi. Nó mút mỏng 5 ly thôi nhá. Các bác nhá, lưu ý nhá, không phải là cái mút dày như cái loại này đâu. Cái loại rẻ tiền hơn. Các bác lưu ý này. Loại 350 này này thì lại mút dày. Thế còn cái loại mà đắt tiền hơn thì mút nó lại mỏng. Thế cái này là mút dày, chống êm. Nhưng mà kiểu này kiểu đơn giản, không phải là kiểu đeo sau lưng, không phải là kiểu phức tạp nhé. Kiểu này thì nó sẽ phong cách hơn. Đấy. Đây các bác xem cơ bản là các bác đã nắm được về cấu tạo của cái túi này rồi nhé. Mọi thông tin liên hệ thì các bác vui lòng liên hệ các số điện thoại của shop nhé. Hàng luôn luôn là ship sale đây, đi toàn quốc. Các bác trước khi mua hàng thì các bác vui lòng theo dõi video. Các bác chọn cho mình một cái túi, ví dụ như là túi 85cm màu xanh, thì trước khi nhận hàng thanh toán tiền các bác có quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng mặt hàng như các bác đặt thì các bác lấy hàng, và cái túi đúng đạt chất lượng như là shop giới thiệu trên hình ảnh đây thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng. Trường hợp mà các bác cảm thấy không ưng ý, không đạt như tiêu chuẩn như là chất lượng mà shop giới thiệu thì các bác có quyền từ chối nhận hàng, hoặc là shop gửi cho các bác sai màu sắc, sai quy cách, sai kích cỡ thì các bác cũng có quyền từ chối nhận hàng và yêu cầu shop gửi cho các bác đơn hàng mới. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Hình thức đặt hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop nhá. Liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin bảo ship cho tôi cái túi loại đeo vai mẫu mới màu xanh bộ đội dài 85cm. Gửi về địa chỉ là họ tên số điện thoại là ok nhá các bác nhá. Đây là cái mẫu túi củi. Ngoài cái mẫu túi củi phục vụ cho anh em ra thì shop còn rất nhiều các mặt hàng cho anh em chơi PCP, anh em chơi đam mê, bơm cao áp này, nhiều thứ nữa khác nhé. Các bác muốn biết nhiều hơn thì vui lòng truy cập vào kênh của shop. Các bác bấm vào cái phần liệt kê video ấy thì sẽ có những cái video giới thiệu sản phẩm, thì các bác tìm hiểu và tham khảo sản phẩm mà shop giới thiệu cho các bác nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu sản phẩm sau nhé. Xin chào.